Hello các bạn, như vậy là một tuần sau khi chi nhánh Biên Hòa khai trương đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ các bạn và mình rất là cảm ơn vì điều đó. Ngày hôm nay thì mình sẽ công bố cái giải thưởng mini game hôm trước mà các bạn mua hóa đơn của mình á, là sẽ có giữ lại một con số may mắn là từ số 1 đến số 100. Bây giờ thì mình sẽ dùng cái phần mềm mà là random nha các bạn. Bây giờ đây là con số là từ 1 đến 100. Thì mình sẽ công bố đầu tiên là một giải ba là đôi giày Joker nha các bạn. Sau đó sẽ là giải nhì là một bóng Joker. Và giải đặc biệt đó chính là giải nhất là đôi nam nhận đồ. Thì bây giờ mình sẽ bấm nha. Đây, giải ba sẽ thuộc về bạn có con số may mắn là 22. Con số 22 nha. Bạn nào giữ cái con số may mắn là 22 chứ không có đơn thì nhớ ghé với mình và đưa nó ra để mà nhận giải thưởng. Nhớ là chụp hình trước lên nha. Rồi, tiếp theo. Bây giờ sẽ là giải nhì. Rồi, số 29. Quả bóng soccer sẽ dành tặng cho bạn nào có cái con số may mắn là 29 trước mua hóa đơn nha. Và đây tiếp theo là giải nhất, giải đặc biệt. Số 80 nha các bạn. Số 80 các bạn sẽ nhận được đôi nam nhận đồ này. Các bạn cứ đến và nhân viên bên mình sẽ giúp các bạn thử size để chọn ra một cái size giày hợp lý nhất. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chi nhánh thứ 6 của Namasport và hy vọng rằng sắp tới sẽ có rất là nhiều sản phẩm và những chương trình game để cho bạn chơi nha. Nhớ bấm follow và theo dõi kênh của mình.